Lê Thiên xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng và cập nhật thêm được nhiều thông tin bổ ích trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin này, Lê Thiên xin đề cập đến quý vị nội dung câu chuyện Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc, ai là người đã cứu cánh cho ai. Để bàn về câu chuyện này, đầu tiên Lê Thiên xin mời quý vị bắt đầu từ câu chuyện của ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói về đường lối tư tưởng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này có đường lối tư tưởng cả cuộc đời sự nghiệp cách mạng của ông là ông muốn duy trì cái đất nước Việt Nam, bảo vệ cái thành quả cách mạng, và hơn thế nữa là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này muốn bảo vệ cái di sản của ông Hồ Chí Minh. Bởi vậy nên chúng ta đã nhìn thấy khái quát trong con đường lý luận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, và đặc biệt trong cả nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng này, ông ta toàn xây dựng những thành phần có đường lối là theo tư tưởng cách mạng, đoàn lý luận. Và hơn thế nữa, dưới thời kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông ta đã xây dựng hàng loạt những nhân sự trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là những thành phần con em thái tử đỏ. Ví dụ như Trần Tuấn Anh là con của ông Trần Đức Lương, hay Phan Văn Mãi là con của ông Phan Văn Khải. Và đặc biệt trong bộ máy nhân sự cấp cao, ông này đã xây dựng hàng loạt những nhân sự quê hương Nghệ An Hà Tĩnh được xác định là quê của ông Hồ Chí Minh, ví dụ như Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú hay Vương Đình Huệ. Và đặc biệt hơn nữa, nhân vật mà Lê Thương đề cập đến quý vị trong ngày hôm nay đó là ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Xuân Phúc. Nói về thành phần cách mạng thì ông Nguyễn Hòa Bình là con của ông Nguyễn Liệu, một thành phần cách mạng kỳ cựu và em ruột của ông liệt sĩ Nguyễn Kim Va. Và ông Nguyễn Xuân Phúc được xác định là con em của thành phần cách mạng và xuất thân từ quê hương Quảng Nam. Với những thành phần này là những thành phần nằm trong hệ lý luận mà Nguyễn Phú Trọng đã rất thích nên xây dựng trong công tác nhân sự, thì Nguyễn Phú Trọng không hề ngại ngần khi bổ nhiệm cho những chức vụ cao cho những nhân vật như Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ khi Tô Lâm đã thực hiện một công cuộc đảo chính và lật đổ đi chiếc ghế của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và trong thời gian trước đó thì Tô Lâm đã không ngần ngại ra tay với Nguyễn Xuân Phúc bằng nước cờ Việt Á, và sau đó đến chuyến bay giải cứu, và những ngày gần đây hàng loạt những vụ án đình đám của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu đã nổi lên. Thế nhưng chúng ta quan tâm đến nhân vật Nguyễn Xuân Phúc thì chúng ta sẽ không thế nào tách rời đi một nhân vật có liên quan, đó là Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc cùng là anh em đệ ruột với nhau trong nhóm Lợi ích miền Trung. Hai nhân vật này rất thân thiết với nhau, và từ con đường phát triển của Nguyễn Xuân Phúc lại lôi kéo thêm con đường phát triển của Nguyễn Hòa Bình. Nếu để kiểm chứng cho vấn đề thông tin này, quý vị cần phải theo dõi những trang thông tin báo chí chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin. Ví dụ như trên trang báo Dân Trí đã đưa thông tin Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội bầu bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Bình làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trong thời gian trước đây. Hay hàng loạt những sự việc phát triển, con đường leo lên sự nghiệp của Nguyễn Hòa Bình đều do Nguyễn Xuân Phúc dìu dắt trong thời gian trước đây. Vậy là sau khi dưới thời kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc được xác định là một nhóm lợi ích miền Trung được cài cắm trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và nằm bên cạnh tìm gặp với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở một điểm chung, đó là cách mạng, thành quả cách mạng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giữ gìn nâng niu bền vững, cho nên mới xuất hiện ra hai thành phần Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Hòa Bình. Nói về câu chuyện Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Hòa Bình, chúng ta càng biết rằng trong những ngày gần đây, với những sai phạm đình đám nổi lên của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta không thể nào chấp nhận với một câu chuyện của một lãnh đạo tối cao trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại có những hành động bán nước hại dân đến như vậy. Đỉnh điểm nhất là trong thời kỳ dịch Covid-19 đang hoành hành trong đất nước Việt Nam. Vậy mà vợ chồng của Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu lại trắng tợn cướp bóc trên nỗi đau, xương máu, nước mắt của người dân bằng chiêu trò kit test Việt Á hay chuyến bay giải cứu. Nhưng để nói về nhân vật Nguyễn Xuân Phúc đã đành, đàn em của Nguyễn Xuân Phúc chính là Nguyễn Hòa Bình, thì mức độ đớp cũng không kém gì Nguyễn Xuân Phúc trong cái nhóm lợi ích miền Trung này. Nói về vợ của Nguyễn Hòa Bình, con của Nguyễn Hòa Bình là hiện nay là Nguyễn Tuấn Anh, đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Gia Lai, cũng đớp không kém gì với vợ chồng con cái của Nguyễn Xuân Phúc. Vợ của ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là một thành phần kỳ cựu trong vấn đề chạy án, từ khi ông Nguyễn Hòa Bình này làm trong vấn đề tư pháp và làm trong cả ngành tòa án của Việt Nam. Hơn thế nữa, đến giờ phút này, người ta kiểm kê khối tài sản của vợ chồng Nguyễn Hòa Bình, con cái Nguyễn Hòa Bình
thì chẳng thua kém gì vợ chồng con cái của Nguyễn Xuân Phúc là bao. Đàn anh đi rồi, đàn em xây dựng. Và cuối cùng cái thành quả ngày hôm nay Nguyễn Xuân Phúc được hưởng đó là sự cứu cánh của Nguyễn Hòa Bình trong nước cờ Việt Á hay nước cờ của Trương Mỹ Lan trong những ngày vừa qua. Quý vị cũng đã nhìn thấy rõ. Trong những ngày gần đây, trong chuyến công du sang Mỹ của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta thấy hình ảnh của ông Nguyễn Hòa Bình này luôn bắt thăng và đi kè cùng với ông Tô Lâm. Vậy thì chúng ta cảm thấy rất thất vọng cho một câu chuyện chống tham nhũng mà ông Tô Lâm đã từng hô hào, đã từng tuyên bố khi ông này vừa mới nhận chức Tổng Bí thư cách đây chưa lâu. Ông Nguyễn Hòa Bình, có lẽ đến giờ phút này, ông ta đang tìm gặp Tô Lâm ở một điểm chung. Đó là ông Nguyễn Hòa Bình cùng xuất thân từ Đại học An ninh và có bằng tiến sĩ luật giống như ông Tô Lâm. Và ông Nguyễn Hòa Bình cũng xuất thân từ ngành công an giống như ông Tô Lâm mà đi lên. Bởi vậy, trong cái thời kỳ hiện nay, đất nước đang rơi vào một tình huống rất phức tạp trên thế giới, đang có nhiều chuyển biến. Cuộc chiến trên thế giới này diễn ra chưa biết lúc nào ở khu vực Biển Đông hay khu vực Trung Quốc nói riêng. Thì đến giờ phút này, Tô Lâm đã xác định nhân sự trong bộ máy của mình gồm hàng loạt những thành phần con nhà binh. Bởi vậy nên Nguyễn Hòa Bình lại gặp may như xuân tóc đỏ một lần nữa. Nguyễn Hòa Bình từ thời của Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng để trở thành một thái tử đỏ. Đến giờ khi đến thời kỳ của Tô Lâm thì Nguyễn Hòa Bình không những là kém may mắn mà sự may mắn đó nó càng trỗi dậy nhiều hơn. Bởi vì chỉ một cái lý do duy nhất Tô Lâm gặp Nguyễn Hòa Bình ở sự đồng điệu là xuất thân từ ngành an ninh, có bằng giáo sư liên quan tới ngành luật. Và đặc biệt là đến giờ thì Nguyễn Hòa Bình cũng là một thành phần con nhà binh nên Tô Lâm muốn giữ lại. Và cũng từ đó mà Nguyễn Hòa Bình đã thoát đi những tội của mình đã đành. Hơn thế nữa, Nguyễn Hòa Bình được leo lên chiếc ghế cao hơn, Phó Thủ tướng Thường trực, một nhân vật có tên tuổi đình đám trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy là trong những ngày vừa qua, những sai phạm của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù Tô Lâm không ưa gì đối với vợ chồng của Nguyễn Xuân Phúc, và hơn thế nữa, Tô Lâm đang quyết tìm kế để tiêu diệt vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, trong khi những mối thâm thù của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc với Tô Lâm và cả bộ máy công an trong thời gian trước đây nói chung đó là Tô Lâm đang rất ghét vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cái sợi dây chằng chéo ở đây là liên quan đến vấn đề Nguyễn Xuân Phúc lại là đàn anh cứu cánh cho Nguyễn Hòa Bình, nên đến giờ phút này Nguyễn Hòa Bình lại ra sức để tung hô dư luận, và đặc biệt là Nguyễn Hòa Bình ra sức để cứu cánh cho đàn anh của mình là Nguyễn Xuân Phúc, vì Nguyễn Hòa Bình muốn trả cái ơn nghĩa bao lâu nay Nguyễn Xuân Phúc đã dìu dắt Nguyễn Hòa Bình lên ngôi. Đằng sau lưng câu chuyện của Nguyễn Xuân Phúc là vợ con của Nguyễn Xuân Phúc. Đằng sau lưng câu chuyện của Nguyễn Hòa Bình là vợ con của Nguyễn Hòa Bình. Tất cả những câu chuyện này đều khiến cho người dân trong đất nước Việt Nam phải lắc đầu ngao ngán với những sự việc đớp của những nhân vật này. Không những là đớp mà những nhân vật này đã xây dựng bàn tay nhúng chàm của mình trên con đường chính trị thâu tóm, và đặc biệt là gây ra rất nhiều tội ác với người dân ở các tỉnh miền Trung như Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thế nhưng đến giờ phút này, khi bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự duy trì của Tô Lâm một thôi một hồi được gọi là chống tham nhũng, thì Tô Lâm đã khiến cho người dân trong đất nước Việt Nam vỡ òa thất vọng vì câu chuyện Tô Lâm hô hào nhưng hai nhân vật cộm cán đằng sau lưng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hòa Bình còn có Trương Tấn Sang hay những nhân vật Lê Thanh Hải hay kể cả Nguyễn Tấn Dũng thì Tô Lâm cũng chẳng dám đụng đến như câu chuyện của Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai trong những ngày trước đây. Vậy là Nguyễn Hòa Bình đã cứu cánh cho Nguyễn Xuân Phúc, nhưng trong thời gian trước đó Nguyễn Xuân Phúc đã giúp đỡ dìu dắt Nguyễn Hòa Bình. Hai nhân vật này đến giờ phút này đều là kẻ thù của người dân trong đất nước Việt Nam. Chỉ có điều họ là kẻ thù của người dân, nhưng họ cũng là những người lãnh đạo của người dân trong đất nước Việt Nam. Họ là kẻ thù bởi vì họ đã gây ra rất nhiều tội ác cho người dân, nhưng họ là lãnh đạo bởi vì họ nắm trong tay quyền lực, và người dân không thể nào xóa bỏ đi cái quyền lực này bởi vì cái băng đảng Cộng sản Việt Nam chỉ duy trì việc đàn áp người dân là chính, còn với việc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đấy là đấu đá về quyền lợi, lợi ích. Nhưng kẻ thù chính và kể cả các bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhân vật trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam đều có một kẻ thù chung, đó là nhân dân. Nhân dân phản ánh những sai phạm của những nhân vật lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị trù dập,
đều bị bắt nhốt và đều bị bịt miệng. Bởi vậy nên những nhân vật Nguyễn Hòa Bình hay Nguyễn Xuân Phúc hay tất cả những nhân vật như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải cũng là những câu chuyện trò đùa cho người dân trong các cả nước Việt Nam được xem, được nghe, được biết mà thôi. Người dân không có quyền gì trong việc để loại bỏ những nhân vật, những con sâu chúa này, mà người dân chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn đóng thuế và chịu những hình thức đè đầu cởi cổ của những nhân vật này. Và đằng sau lưng những nhân vật này còn là những người thân tín trong gia đình dòng họ của những nhân vật này, họ vẫn đè đầu cởi cổ người dân muôn năm mà thôi. Và liên quan đến những sự việc này, Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.